Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di. Bây giờ nói đến cái chuyện lễ Phật. Người mà lễ Phật thì tổ sư Ấn Quang nói là đừng nói duyên tưởng một vị Phật, duyên niệm một vị Phật. Đừng nói là duyên niệm một vị Phật, duyên tưởng một vị Phật, duyên lễ một vị Phật không bằng nhiều Phật. Có nhiều người người ta nói lễ một Phật A Di Đà ít lắm, phải lễ vạn Phật, phải lễ hồng danh nhiều Phật đi. Lỗm lúc lâm chung không Phật này cứu Phật kia cứu. Cái lý luận của họ như vậy thì thực sự chưa nghe, chưa hiểu được cái trong kinh Hoa Nghiêm nói là một là tất cả là một. Một Phật tất là tất cả Phật. Cho nên có cái cô định ở dưới cầu đất cô nói cái lúc trước con lễ hồng danh 108 thôi mà con nhìn danh hiệu con đọc con đứng lên con lễ xuống mà con mệt, không biết sao nó mệt. Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện mà lễ hồng danh thì nó ngán quá trời ngán. Mà không lễ thì thấy tội lỗi nó nhiều, sợ không biết khi nào tiêu tội, nó cứ giằng co hoài. Tự nhiên chúng tôi gọi xuống thăm, chúng tôi nói ô, lễ một Phật A Di Đà bằng với lễ hồng danh đó. Cho nên ông tổ mới nói là duyên tưởng một vị Phật, tức là bằng tất cả Phật. Bởi vì tức Phật A Di Đà là pháp giới tạng thân, mình Phật Di Đà có thể là công đức pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, bao trùm hết thập phương tâm thế Phật A Di Đà đệ nhất. Và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm bằng 62 ức danh hiệu Bồ Tát khác. Không lo. Thì đưa cái máy cho cổ cô kêu trời, bây giờ con lễ nó khỏe không có nhớ danh hiệu Phật và không có đọc, và có cái máy nó dìu mình lễ lên lễ xuống, một câu trong máy, một câu ra tiếng, một câu trong máy, một câu trong tâm, một câu trong máy úp mặt xuống rồi ngửa dậy một câu trong tâm. Nó cứ như vậy nó luôn phiên con lễ hoài không biết mệt mỏi, mà câu Phật hiệu nó đi sâu vô trong tâm. Cái chỗ này không phải là đơn giản đâu ngang. Không dễ gì tin, không dễ gì khám phá ra đâu á. Không phải đơn giản đâu á. Bây giờ thầy Tánh sẽ ra để hướng dẫn. Thầy sẽ quay mặt vô phía bên này để cho hướng dẫn cho kỹ. Để cái chân của mình khi xuống, cái gót của mình đã bè ra cách làm sao. Bây giờ thầy sẽ mặt hậu để lễ cho nó dễ. Còn đúng ra mặt y thì nó hơi lượm thượm, dính một chút xíu. Nhưng mà nếu ai khéo thì nó sẽ thoải mái thôi. Thì bây giờ hôm nay nó còn lại trong vòng khoảng 30 phút chúng tôi sẽ hướng dẫn, và có thầy Tánh sẽ lễ theo đúng cái máy chúng tôi tặng cho quý vị. Tính ra hôm bữa giờ cũng 4-5 ngày nay thầy Tánh thầy tập theo cái hướng dẫn lại trong cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng. Cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng á, nó khác hơn mình một chút xíu. Khi đứng dậy là người ta thẳng cái lưng, người ta đứng cho người ta không có khom. Rất là hay. Mà khi người ta bắt đầu đứng dậy thì khi mà cái cách lễ của Pháp Sư Đạo Chứng thì người ta không có chồm người như lúc trước của chúng tôi lễ, mà người ta gì? Người ta có cái hình nộm màu đỏ đó nghe. Khi mà cái mặt úp xuống là vậy này nè, 10 ngón tay là cái mặt úp xuống như nè. Mà khi bắt đầu người ta đứng dậy, người ta không có chồm tới trước mà người ta bật người lên như nè. Khi người ta đứng dậy người ta bật người là thẳng số 1. Quỳ đứng là quỳ thấp á, thẳng số 2. Lui lại đứng thẳng lưng lên thứ 3. Ba cái thẳng là khi úp mặt xuống là giật người thẳng như vậy là 1, mông vẫn ngồi trên gót. Thứ 2, quỳ đứng lên á, quỳ đứng chứ không phải là đứng thẳng, quỳ lên cũng thẳng luôn. Cái thứ 3 là khi mà quỳ lên là 10 đồng con chân họ chống cái là họ đứng thẳng luôn, không có khom, họ không có chỏng mông mà rất khỏe. Thì hôm trước chúng tôi bị chạy cái xe hơi nhiều, mà thực ra chạy xe cũng chưa đến nỗi đau chân, mà do lễ lâu ngày chồm tới là lui ra sau, cả thân nó chịu trên cái chân. Chúng tôi bị chân phải, ngay đầu gối nó bị nhói, không lễ được nữa. Rồi mới tìm ra cái cách lễ quỳ thấp cho những bà già. Nhờ đâu cái chân đó mới tìm ra được cái lễ thấp. Cái lễ thấp là quỳ thấp á, nó sẽ nhẹ và sức khỏe nó nhẹ hơn 50%, nên nó khỏe hơn. Rất hay, đặc biệt người già, người đau chân mà nếu mà quỳ thấp thì rất hay. Cho nên nhiều trên mạng người ta hướng dẫn lễ lắm, nhiều cách lắm, nhưng mà chúng tôi thấy nếu mà lễ mà một câu trong máy, một câu ra tiếng, một câu trong máy, một câu trong tâm á, nó không có tổn khí. Nếu mà lễ mà cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoài, hoặc mình mở máy ra để mình nghe theo á, thì nó không có một cái câu trong tâm để cho mình đề khởi. Cho nên cái người niệm Phật ngoài cái chuyện nghe máy hoặc cái ban đó để hỗ trợ mình, nhưng mà phải có một câu im lặng trống để trong tâm mình niệm, gọi là niệm từ tâm khởi. Cái chỗ này quan trọng nha. Nếu mà mở máy ra nghe máy suốt, cái tâm nó cứ vọng tưởng, nó cứ nghe không à. Dĩ nhiên nó duyên theo câu Phật hiệu cũng hay, nhưng mà để cho nó khó một chút là niệm trong tâm á. Nhiều lúc chúng tôi lễ úp mặt xuống hít thở thì bước đầu tập cái nó quên câu niệm trong tâm. Khi cái hành động mình đứng lên á, ngồi xuống á, thì mình nhớ cái hành động thì mình quên hơi thở, quên câu Phật hiệu. Nhưng đừng lo, tập một thời gian cái bắt đầu hơi thở nè, cái thân nè với câu Phật hiệu nó quyện là một. Như chỗ này phải tập mất thời gian đó. Quý vị thấy có cái chuyện gì mà ăn cái được liền, làm cái được liền không? Không có, phải chấp nhận, từ từ có thời gian. Thì bây giờ thứ nhất là cái máy sẽ mở ra theo cái âm điệu niệm Nam Mô Di Đà Phật, cũng giống như là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thì hai cái âm điệu này giống nhau, mà cái cách lễ dùng cho Nam Mô Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát luôn. Mà đúng là cái cách mà một câu trong mấy, một câu có cái ngắt khoảng đó để mình niệm á, là cái này chúng tôi phải nói là cũng trả cái giá đắt lắm. Nó quá tổn khí, nó quá mệt rồi. Nếu niệm ra tiếng không thì nó quá mệt, mà niệm trong tâm không thì mình không nhớ để niệm, cái tâm mình không kìm được danh hiệu Phật. Cho nên phải cần có cái máy nó đi một nhịp. Lắng nghe cho kỹ nha, coi cái cách lễ này. Nếu mà chịu lễ đó thì gì? Thân tâm mình nhẹ nhàng nhu nhuyến. Bây giờ thứ nhất chúng tôi nói nè ngang. Trong máy một câu, khi trong máy một câu á, là mình nghe cái tiếng trong máy Nam Mô Di Đà Phật á, thì mình hít vô. Nhưng mà cái hơi thở quan trọng, mới hồi chiều hôm qua nó hơi bị nghẹn, nó hơi bị bế lại. Là mới vô mình hít mạnh quá đi, nó hơi nhói xương sườn, nhói xương lưng một chút. Sau đó mình thả ra, mình hít đều, từ từ bắt đầu nó vô lại, không có gấp. Hơi thở mới vô thì nhẹ nhàng dìu nó từ từ, đừng có ép nó. Rồi sâu bắt đầu từ từ, hơi thở nó vô được là mình hít sâu. Nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng. Khi mình tập trung lắng nghe một câu, mình hít sâu rồi mình niệm lớn lên. Đừng có lớn quá, nhưng mà ở trên tỉnh thấp thì còn lớn để dìu đại chúng cho cả hội trường nó hay. Một câu mình niệm ở nhà thì vừa, với cái tốc độ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ở nhà thì không cần lớn lắm, một mình phải ra tiếng câu thứ hai. Là câu thứ nhất trong máy, câu thứ hai là ra tiếng. Mà khi nghe một câu trong máy là cái mũi mình hít. Mà khi cái mũi mình hít vô từ từ là cái tâm mình nó đi theo cái hơi thở. Thì người này đang định tâm trên hơi thở. Mà định tâm trên hơi thở được rồi đó thì gì? Thì câu Phật hiệu người này đang niệm gọi là định tâm niệm Phật. Còn thả hơi thở ra vẫn nghe mà tư tưởng vẫn suy nghĩ, người này gọi là tán tâm niệm Phật. Mà không có hơi thở để kìm á, thì rất là khó kìm cái tâm. Nghe thì vẫn nghe, niệm thì vẫn niệm, mà suy nghĩ vẫn suy nghĩ. Nhưng mà quay trở lại hơi thở thì nó nhiếp tâm trong định. Cho nên mới có nhiều người nhiều tán loạn thì cần phải có hơi thở. Gọi là số tức quán, là theo dõi hơi thở. Người nhiều sân hận phải quán từ bi. Cái này Ngũ Đình Tâm Quán, Ấn Tổ có nói trong văn sao. Người nhiều tham lam thì phải gì? Biết bố thí, biết quán bất tịnh. Người nhiều nghiệp chướng phải niệm Phật. Người nhiều tán loạn phải theo dõi hơi thở. Cái đó là công thức rồi, không thể bỏ công thức này được. Cho nên thành ra cái lúc trước mà chúng tôi mà không theo dõi hơi thở thì sáng từ 2 giờ mà tu đến 6 giờ, cái khúc cuối thì nó lề mề mà nó gần như là nó oải người. Thứ nhất là không đủ hơi thở, thứ hai nó cũng hơi mệt, thứ ba nó cũng hơi làm biếng một chút nữa. Thì sao? Thì bây giờ còn có hơi thở là nó định trên hơi thở, nhiếp tâm trên câu Phật hiệu, trong người nó sảng khoái liền, nó đi hoài luôn, 4 tiếng là không thành vấn đề. Nếu mà không tập cách này á thì lễ ít thì không nói, nhưng mà bắt đầu tu từ 3-4 tiếng á, mà không dùng cách này thì theo không nổi đâu, bứt liền. Cái này là cái chuyện mà chúng tôi nói đừng có xem thường cái việc này. Khi một câu trong máy là hít nhẹ vô, niệm một câu ra tiếng. Khi quỳ xuống là nghe một câu trong máy, hít nhẹ vô rồi cái bắt đầu là niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa chữ Phật là cái trán mình ấp xuống ở dưới đất. Thở hết ra, thở hết ra. Nếu người nào mà hơi thở dài là người ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật câu thứ 2 đó, là câu trong máy là thứ 3 là họ đã hít rồi. Nhưng mà nói hơi ngắn thì để hết một câu trong mấy thứ 3 là câu trong cái tâm mình niệm một câu cho rõ. Mà muốn cho niệm mà nó rõ thì niệm cặp từ vô. Nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm theo thứ tự như vậy đó, thì nhiều lúc cái tâm mình nó không có rõ bằng cái cặp từ là Nam Mô A Di Đà Phật. Trong tâm mình niệm như vậy đó, thì cái cặp từ đó nó làm cái điểm nhấn thì rất rõ. Mà cái từ đó nó sẽ nhanh nhặt lại cho mình kịp. Chứ nhiều lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm á, niệm chưa hết là trong máy nó đã niệm. Do cái câu đó nó chưa khoảng cách vừa đủ cho mình niệm như vậy, mình niệm chậm quá cho nên thành ra niệm chưa hết câu trong máy, chưa hết câu trong tâm mà trong máy nó niệm rồi là nó bị trỗi. Nhưng mà đừng có lo, cứ tập từ từ bắt đầu nó thành thói quen. Đó là hồi nãy giờ chúng tôi nói, bây giờ chúng tôi mở cái máy để thầy tánh lại rồi chúng tôi nói từng điểm. Lễ đứng trước rồi bắt đầu lễ quỳ thấp cho những cụ già sau nha. Bây giờ bắt đầu thầy tánh lại nè nha. Là máy quay cho kỹ và mọi người khắp nơi trên giới đang xem cái cách lễ mới tức là cái cách đứng dậy với lại quỳ để niệm trong tâm thêm cái 2 câu trong tâm thôi chứ không có cái gì thay đổi mới đâu. Thì bây giờ bắt đầu chúng tôi mở cái câu Nam Mô Di Đà Phật ra nha. Nó cũng giống như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Để thầy Tánh sẽ lạy mà coi cho kỹ. Ông lạy 2-3 lần. Cho lạy 2 lần đi. Rồi chúng tôi sẽ nói từng điểm để quý vị nắm rõ. Cái này cả một kỳ công 6 tháng trời nghiên cứu nha quý vị. Ồ, không phải đơn giản đâu đó. Cái này là một cái tác phẩm mà coi như đặc biệt lắm á nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cái lưng có thầy thẳng à. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lui chính giữa chút xíu này cho mọi dễ thấy nè. Lui chính giữa chút. Bây giờ nó có cái khác gì nè. Coi nó có cái khác nè. Rồi bây giờ cái khác này nha. Lễ không để biết cái cách lễ nè. Hồi nãy là cái cách niệm vừa lễ nó là như vậy. Nhưng mà nhiều người chưa để ý cái cách khác nó một chút. Bây giờ xuống là lúc trước xuống á, là mình hay khom cái người, mình đưa cái mông ra ngoài mình xuống. Còn bây giờ mình xuống là mình đưa cái gối mình đưa ra trước giống mình ngồi nè. Coi xuống nè, thầy Tánh xuống nè. Xuống giống như ngồi vậy đó. Xá cái bắt đầu xuống. Vẹt cái áo sơ, kéo lên cái áo. Xuống đi, xuống không có niệm vậy đó. Đó, cái gối đưa ra trước kìa. Đưa đó, lên lại cái coi, lên lại đó. Đưa cái gối xuống lại kìa. Xuống lại cái gối đưa ra trước kìa. Đó, cái đầu gối mình đó, nó đưa ra trước kìa nè. Thấy không? Đó, xuống lại nè. Cái đầu gối nó đưa ra trước á, đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ khi mà úp mặt xuống á, khi úp mặt xuống là một câu trong tâm nữa nha. Một câu trong tâm úp mặt xuống nè. Úp mặt xuống đi. Rồi úp mặt xuống. Nhìn có cái khác nè nha. Lên lúc trước á, lúc trước lên sao? Lúc trước lên là chồm người tới đúng không? Lấy thầy Tánh lên lúc trước kìa. Đó, lên lúc trước đó. Chổng mông ha. Thấy chổng mông không ạ? À? làm lại lên cái lúc trước nè, chồm người tới rồi chổng cái mông nó lên, đúng không? Còn bây giờ đó lên là đó, cái này là sai dễ tổn khí nè, đó xuống lại coi. Cái mông nó lên đây, cái tay nó chống nè, cái tay nó chống nè, cái tay của thầy chống nè, cái mông lên kìa, đó. Cái này là bị tổn khí mệt cực kỳ. Còn bây giờ cái lên mới nè, xuống lại nè, xuống lại, lên mới là có cái thẳng là úp mặt xuống ngang, úp mặt xuống, rồi úp mặt xuống nè, rồi ngửa người dậy luôn, chứ không có chồm tới trước, ngửa người dậy luôn, ngửa thẳng đứng lại, ngửa dậy đó, một cái thẳng nè, quỳ thẳng lên cái, hai cái thẳng, rồi đưa 10 đồng ngón chân vô, đứng lên thẳng một cái nữa. Trời ơi, cái này nó khỏe thôi, cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ làm lại ba cái thẳng, xuống nè, xuống đưa đầu gối nè, xuống đưa đầu gối lên trước nè, giống như ngồi vậy đó, giống như ngồi chồm hổm vậy đó, xuống giống như ngồi chồm hổm vậy đó, rồi úp mặt xuống. Cái cách này mà chúng tôi phải trải ra mất 6 tháng trời bắt đầu mới áp dụng được thấy cái này. Rồi bây giờ mới ngửa thẳng người cái trước, bật người ngửa thẳng vậy luôn đó, thẳng 1, lên là thẳng 2, lui lại 10 đồng con chân chống, lên là thẳng 3. Nhớ không? 3 cái thẳng đứng thì cái người mình giống như một cái trụ á, cái trụ nó lên thẳng như vậy thì nó không có bị khom lưng chỏng mông thì nó không mệt. Cái chỗ này quan trọng cực kỳ luôn. Còn lúc trước nè, lúc trước mà hiện tại người ta sai, bây giờ người ta chỏng mông nè, thì tánh xuống lại coi, xuống á, xuống không có đưa đồ gói trước nha, xuống là giống như lúc trước là xuống á. Đó rồi úp mặt xuống rồi lên chỏng nè, lên coi chỏng mông, chỏng tay nè, chỏng tay ăn trước rồi nó chỏng cái mông lên nè. Cái này là mệt cực kỳ tổn khí luôn đó. Thấy chưa? Cái lưng nó khom phải không ạ? Nó khác là khác cái chỗ đó, một chút như vậy thôi đó. Mà cái chân này nó nhói, mà khi mà lên như vậy là không còn nhói nữa, hai cái chân nó lên đều như vậy. Rồi bây giờ quỳ thấp, lạy thấp nè, lạy thấp tức là lạy cho mấy bà già nè nghe. Bà già với mấy người mà yếu chân hoặc đau chân á, lạy cho mấy người đau chân nè. Rồi một câu trong máy nghe. Một câu trong máy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Câu này là câu trong tâm á nha. Ấp mặt xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Lên một câu nữa vẫn trong tâm. Nam mô A không có đứng dậy luôn, không có đứng luôn, cỡ này thôi. Rồi. Cái lạy này là giảm sức, giảm lực không mệt so với đứng. Cái này là giảm 50% sức. Đứng nó mới mệt đúng không? Còn quỳ như vậy nè, xuống là tánh ha. Xuống, xuống, ngồi lên, mông ngồi lên gót. Dạch cái áo lên, hai cái gót thầy bèn sao cái chữ V. Hai cái gót nó bè như vậy nè. Hai cái gót á, mình bè ra để mình ngồi lên trên hai cái đó. Chứ đừng có ngồi lên trên cái ở phía sau. Ngồi lên trên cái gót thì nó sẽ đau cái chân. Mà ngồi lên cái chân mình bè giống chữ V này nè thì nó không có đau. Bè ra như vậy nè thì cái mông mình ngồi lên trên đó nó không có đau. Mà cái miếng nệm á, cái miếng nệm á nha, cái miếng nệm nó phải dày một chút, chứ mỏng thì đầu gối nó cấn xuống với cái khuỷu chân nó đau. Hiểu không? Ai nếu không có thì làm cái mền cho dày dày lên lại cho nó khỏe. Được chưa? Thì bây giờ là cái lễ thấp nè, nhìn xuống lại nè, ngang xuống nè, thánh xuống đi. Xuống. Rồi. Rồi bắt đầu ngửa dậy, giật người thẳng luôn. Cái này cũng phải giật người thẳng luôn nè. Đó, thẳng một cái, rồi lên lại. Đó, rồi xuống, xuống. Không đứng dậy luôn, không đứng dậy luôn. Mà khi xuống mình vẹt tà áo sau cho nó khỏi vướng. Đó, rồi úp mặt xuống. Thì cái lễ này là lễ dành cho bà già cả mệt. Lúc trước Giác Nhàn đau chân là Giác Nhàn lễ suốt 2 ngày như vậy nè. Cho nên nó mới phát minh ra được cái lễ thấp. Rồi đứng dậy. Thì nó cũng y nhang, một câu trong máy ra tiếng. Rồi một câu trong máy, một câu trong tâm. Cái cách lễ hôm nay là một câu ra tiếng thôi. Mà 2 câu trong tâm thì nó dưỡng khí nó khỏe hơn. Mà khi nghe, nhớ nghe là bắt đầu mình hít vô. Mà cái câu quỳ thấp á là mình nghe cái câu trong tâm mình hít vô. Thì coi như là giờ đứng dậy một cái nữa nè, đưa 10 đầu con chân đứng thẳng lại một cái nữa coi. Đó, cái thẳng đó, cái này là cái mà lễ Phật y học nói nè. Cái lưng thầy còn hơi khom chứ đúng ra cái lưng nó phải thẳng đứng luôn á. Lưng nó phải thẳng đứng luôn á thì nó mới là đúng cái cách của Pháp Sư Đạo Chứng. Giờ Giác Nhàn lại thử một cái nha. Tính ra cái cách này hôm bữa giờ cũng hơn tuần lễ rồi. Cho nên nó nhùng nhuyễn cho thầy Tánh. Thầy mới tập 2-3 bữa, hôm nay nó hơi khúm núm một chút xíu á. Bây giờ coi cái cách của Giác Nhàn đắp cái y luôn, để mấy thầy trên chùa với lại ở dưới này nhìn thấy cái cách mình vét y làm sao lên xuống nha. Rồi thầy Tánh cầm cái máy để mở. Bởi vì hồi nãy thầy Tánh phải lạy Giác Nhàn mới nói được. Bây giờ Giác Nhàn lạy là không có nói. Quý vị coi cho kỹ nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Lưng nó thẳng tăng à, thẳng băng luôn như cái trụ vậy đó, thì mới là khỏe. Còn lúc trước là vậy nè. Thì cái này là khôn lên thì nó sẽ dồn hơi lên trước, nó tổng khí nó rất là mạnh. Cái cách lễ này là của Quách Huệ Trâm, của bác sĩ Pháp Sư Đạo Chứng á. Họ tìm ra cái cách này, có thể họ lại một ngày 1.000 lại không mệt. Suốt ngày họ lại không mệt là từ nơi cái cách họ nhẹ nhàng như vậy. Nhớ mà cái người mà lễ Phật một thời gian, họ khai thác được cái sức khỏe, cái chất miễn dịch cho họ rất mạnh. Mà cái tâm của họ có cái sức định rất sâu, từ nơi cái thế lại lên xuống như vậy. Thôi giờ 11 giờ là 2 tiếng đồng hồ hết giờ rồi ha. Cả đại chúng hôm nay vừa nghe buổi giảng Chủ nhật đầu năm, mà cũng vừa học cái cách để mình lễ Phật. Thì tuần sau chúng tôi sẽ lên chia sẻ về cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao nói về lễ Phật. Hầu như rất nhiều đoạn Ngài nói về lễ Phật. Vậy cho nên thành ra thời gian hôm nay 2 tiếng đồng hồ là giờ 11 giờ kém 4 phút rồi. Thì cái đĩa hôm nay coi như là cái lễ Phật nó hoàn hảo, dành cho những người già lễ quỳ đứng, không đứng thẳng luôn, khỏe, rất khỏe. Do cái bữa đó chúng tôi bị nhói cái đầu gối, nó căng cái sợi dây chân, gân trong đó lễ không được, cho mình tìm ra cái cách lễ cho người già, cách lễ người đau chân, đỡ tốn sức. Và cái cách lễ thứ hai đó là cái cách lễ là mình đứng thẳng người và 2 câu trong tâm, 1 câu ra tiếng và 3 câu trong máy, thì không bao giờ mệt, bảo đảm không bao giờ mệt. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi phổ biến cho đại chúng ở đây và các thầy trên chùa cũng như những người khắp nơi trên thế giới, lấy cái cách lạy này nên áp dụng để cho hàng ngày mình lễ Phật. Nhưng mà phải có một câu Phật hiệu trong máy thì mình mới có nhịp nhàng nó lên xuống đều đặn như vậy được. Cứ còn mình lễ trong tâm không á, thì không có cái định vị của cái câu Phật hiệu trong máy á, thì mình lạng quạng liền, không lễ được. Cái này là chúng tôi thực sự khá kỳ công, khá dày công để mà tìm ra cái cách lễ Phật mà trong mấy một câu, trong tâm một câu, trong mấy một câu, rồi ra tiếng một câu, và cái cách lễ như vậy. Cho nên thành ra quý vị cố gắng để mà áp dụng mình lễ Phật cho thân thể mình khỏe. Nếu người nào chịu lễ Phật một ngày chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi, và Thượng Tinh không nói, thì người này không bao giờ bệnh. Bệnh là phải vĩnh biệt, chào tạm biệt nó hẳn. Đến hôm nay gần như là 6 tháng là mỗi ngày chúng tôi ít nhất là 2 tiếng rưỡi, còn không thì phải 3 tiếng hoặc hơn. Vì 2 giờ sáng bắt đầu chúng tôi dậy tu đến 6 giờ mà không có cái cách niệm trong tâm mà lễ Phật kiểu này thì không bao giờ đi nổi, không cách nào mà đi nổi 4 tiếng. Tổn khí trong người khó chịu cực kỳ. Cho nên phải biết cách dụng công thì càng dụng công càng khỏe. Niệm suốt ngày cũng khỏe không mệt, do có chia ban, mấy một ban mình một ban. Lúc mệt im lặng thì niệm hoài suốt ngày không mệt. Còn không biết thì có một mình niệm ào ào ào, đổi là tổn khí, là sợ luôn, là không bao giờ niệm được. Mà khi tổn khí rồi trong người nó khó chịu lắm, không cách nào niệm Phật được. Cho nên ra ngày dặn đi nhận lại là phải chia ban, hộ niệm cũng phải chia ban luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Làm suốt ngày mà cho đâu phải là thường xuyên niệm, mỗi lần công phu rồi ra tiếng không mà. Có nhiều người người ta đâu có giác khuynh gì đâu mà sao người ta mệt. Về tổn khí, hơi nó ra nhiều mệt. Lễ Phật nó có gì đâu mà vận động nhiều không, vậy mà mệt. Ngộ vậy đó, do tổn khí đó. Cho nên Ấn Tổ Ngài nói về cái việc tổn khí. Có nhiều người người ta không biết làm sao mệt, đừng nói chuyện sùm hết trơn, đi cãi lộn, nói chuyện bà Tám, đi nói đủ trò hết trơn, về nằm một đống mệt, không biết lý do mệt. Đâu có khuynh giác gì đâu mà do tổn khí. Đâu biết đâu, đâu biết đâu. Nhưng mà hên nhờ chúng tôi nói là chúng tôi phát ra và tập trung để nói, cho nên nó có cái lực trong tâm, cái hơi nó tổn mà tâm không tổn, cho nên mới nói nhớ được. Chứ nếu mà nói mà tiếp khách mà nói chuyện hồi nãy giờ 2 tiếng là coi như là giờ không cách nào cự quậy nổi. Do tán tâm là nó tổn khí, tán tâm mà tổn khí nữa thì thôi thua. Cho nên chúng tôi sợ nhất là giảng rồi mà tiếp khách, cực kỳ sợ luôn. Không phải đơn giản, cho nên Ấn Tổ nó đóng cửa chẳng tiếp ai là Ngài sợ tổn khí đó. Không đơn giản. Còn nói như vậy nè, hồi nãy giờ là hơi nó ra mà thực ra cái tâm lực nó quá là sung mãn hoan hỷ, cho nên nó bồi bổ lại, cho nên không thấy mệt là như vậy. Hay hiểu nó. Thôi giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và